8, họ sẽ có 3 điểm hạ. Nhưng bây giờ thì vào bo kiểu gì đấy, tất cả đội nhà máy điện ao bo hết rồi. Tôi thấy cái viền bo khu dân cư lãnh kinh về top 7 rồi. Sói còn mấy người không biết, và có vẻ như là đoán đi gaming top 1 trận 1 sai rồi. Nhưng mà tôi thường đoán đúng nhiều, trận này hiếm lắm mới sai. Trận sau chắc top 1 sau. Bây giờ thì vào bo, bây giờ những đội nào còn đang sống mà có cơ ăn được. Sói không biết còn mấy, tôi không biết là sói còn mấy. WG có thể đấy. Và lúc này đang là một tình huống, ui Hoàng Anh bay đi rất đúng lúc ở trong tình huống mà Đắc Lớp định bắt bay. Thật ra thì con búa nhựa mất đi hai người thì phải sau bao tranh về ranking, nếu mà tôi nhìn không nhầm. Hôm nay Lusara đã bị hạ gục bởi kỹ năng của đối phương rồi. Hôm nay Kilian đẩy lên nhưng B-Sport họ đang chiếm cái bo này, nó khó chịu quá. Và Kilian này anh ta đang mất rất nhiều máu trong quá trình chạy bo. Hàng vừa phải chạy vừa phải sử dụng những cái bình hit, nhưng anh ta thấy có ba thành viên ở B-Sport ở phía trước. Hay ta quyết định quay trở lại Genius, có một tình huống giao tranh với đối phương. Và Genius họ đang ở đâu? Genius đang có một tình huống tấn công vị trí của God of War, nhưng Pony vừa rồi anh ta tốn một liệu một kẹo để làm một cái trò đùa trong cái căn nhà. Và lúc này thì Tân DZ có nó bình mạng rồi, vị trí của đây hơn. Như vậy là con Wurm khó có thể sống được ở trong tình huống mà họ đang bị kẹp bởi rất nhiều người. Như vậy bên trong vòng bom này ngon, đó lại là vị trí của WG. WG họ đã quay trở lại cái khu vực nhảy dù ban đầu, và dường như họ không bị săn đuổi bất kỳ ai. Quý Hợp Nhi đã bị hạ của buổi vòng an toàn rồi. Đây là Genius mà họ vẫn đang tấn công những thành viên tới từ vị trí của phe, nhưng có vẻ như phe họ vẫn di chuyển bo được, tại vì ở đây không có quá nhiều áp lực. Họ đang phát hiện ra như vậy, Eagle Sport đã bay màu. Đi Quang là người có bình mạng hạ gục. Genius từ dãy giờ họ chạy loanh quanh rất nhiều nhưng mà chưa có mạng hạ gục nào, chưa KS được ai. Trong đó để phía bên ngoài bắn nhau căng đét, đó là vị trí của phe Tân DZ. Đó tạm đã có bình mạng rồi, vị trí của God of War. Đây là Pony mà từ nãy giờ vẫn thấy ông này chạy qua chạy lại ném liệu các kiểu. Các bạn party mình cho tham gia với, ở bên ngoài các bạn mở tiền mình tham gia mới nha. Chưa có mạng gục nào cho Genius cả. Genius có lẽ họ sẽ kéo điểm hạng thôi, chứ còn tầm này nhảy ra cũng chết. Tầm này nhảy ra thì cũng toang thôi, chứ cũng không thể nào mà tạo ra liệu khác biệt gì. WG cũng tương tự như vị trí của Genius, cái lượng đồ của họ không cho phép họ giao tranh quá nhiều, tại vì không có máu. Họ chạy bo loanh quanh từ đầu ván đầu đến giờ, họ chạy ra ngoài rồi lại quay trở lại khu vực này, khiến cho họ không thể có được bình một lượng đồ ổn để có thể giao tranh trực tiếp. God of War bây giờ hồi sinh một phát cả ba người, nhưng WG có lẽ họ đang chờ đợi một pha mà các đối phương giao tranh để họ vào hốt thôi. Và đây có thể sẽ là một chiến lược thông minh, nhưng đằng sau lưng của họ còn có thành viên E-Sport. Và đây rồi, Cyrus là kia lấy được mạng vô lý với Dion, nhưng Cyrus trong lúc đang mải mê đứng bên ngoài thì cả Cyrus và Dolphin đều đã bị bắn gục bởi thành viên của E-Sport. WG họ nhìn thấy những con mồi, nhưng không ngoài những con mồi nó bay trên trời lấp lánh thì cũng có thể húp được đâu. Hôm nay WG đã ra bắn gục cả hai bạn, không được ăn mạng nào. God of War bị quét sạch khỏi ván thi đấu này. B-Sport Hoàng Anh hạ của vị trí của bom, và lúc này thì team phe mới đang là top 19 nhất ở trong ván thi đấu này. Con tờ M19 đến từ bên phía của Kẹo Lạc luôn. Họ đang có 9 điểm hạ gục dành cho bản thân mình. Lượng trang bị họ khá ngon, họ có hai khẩu trô gôn, một khẩu 1043 chip. Và hãy nhớ là thời điểm hiện tại thì bên phía phe là đội tuyển giàu nhất map, chắc chắn là như vậy luôn. WG thương binh bệnh binh rồi, và lại còn đứng cửa một viên M79. Bây giờ cẩn thận đi đôi này, một cú sọc đôi đến từ bên phía Kẹo Lạc. Nhầm góc rồi em ơi, nhầm góc rồi em ơi. Và bây giờ thì Kẹo Lạc bị bắn hơi đau, anh ta vẫn cố ra để bắn thêm một viên M79 nữa nhưng không ăn thua. Ở hướng khác thì những đồng đội của bên phía Kẹo Lạc đã bắt đầu đẩy lên để chơi vào bên phía của Genius thì Smart rồi. P-Smart thời điểm hiện tại không biết là còn mấy, đây 1, 2, 3 người đến từ bên phía, hình như là 3 đến từ bên phía P thôi. Nghĩa là bên phía của phe đang là tuyển nhiều người nhất ở trong vòng bo cuối này. Bên phía gì nữa thì Smart cũng không đẩy xuống. Thế là cả trận chỉ ở mỗi trên tầng loanh quanh thôi. Thế bảo rồi mà. Hết trận không cần điệu cùng nào cả. Bao nhiêu điểm hạng là bấy nhiêu điểm dành cho bên phía của Genius. Bên phía này phe thì khả năng cao là họ sẽ có 3 điểm cộng chung kết trong cho game này rồi. Đó là bài quá quen của phe, luôn luôn là một khởi đầu cực cháy hoặc là cực cãi đến từ phe. Và có vẻ như trận này của họ sẽ là một bài cực cháy rồi. 10 điểm cộng dành cho bên phía của phe. Bên phía Genius thì Smart vẫn quyết định là không xuống. Còn ngược lại thì bên phía của WG họ vẫn đang tìm một cách để luồn vào. Bây giờ thì bom đã quyết định đẩy vào trong rồi. Genius đi xuống. Ray lấy được bom. Bên đây Kẹo Lạc cũng đang cố chơi, không có nét đẩy vào. Kẹo Lạc cố gắng vào con phòng cửu, bịt kẹo thành công đến từ bên phía của phe. Chỉ có lại Kẹo Lạc mà thôi, cứu đồng đội đi chứ còn gì cái gì nữa. Và bây giờ thì bo đã bị bịt rồi. Thổi sau bên phía của phe bây giờ đã bị bịt hết bo rồi. Và bông một cách nào đấy bên phe cố gắng đẩy vào và tự dâng cho bên phía B-Sport cái bùi nhà này. Họ có tới 14 điểm hạ gục rồi. Tự nhiên WG họ cũng chạy luôn vào trong cái căn nhà đấy. Sao lại thế? Sao cái nhà đấy để làm cái gì? Trời ơi! Là
chỉ còn B-Spot thôi, họ có hai người. Và bên phía của phe bây giờ Tango chạy ra thì có lẽ là đi. Bị ôi, Don Quai vẫn đang cố gắng. Don Quai cố gắng, bò đã thu và vỡ kèo. Kẹo là không làm được và đó là Booyah. Một cảm giác rất cho mốt dành cho B-Spot với 17 kill. Vào nhà đấy làm gì? Không chơi à, rồi bảo sao 6:50 ừ 7:10 đâm ra là phải chọn đúng thời điểm vàng để nằm xuống ngay. Thế từ bên phía tìm lặng hóa ra là Chi Ân anh 7 ạ. Ừ, top 7 và đúng 7:10 thì thôi tôi chịu các ông luôn rồi. Bên phía kia Đê Quang lại có điểm hạ gục. Ôi đó, bên phía này Na đã bị bắn rồi. Đó điểm gục dành cho bên phía của Don Quai. P Sport cũng bắt đầu có kill dành cho bản thân mình. Vòng bo này là vòng bo Genius Esports mà không thủ chắc. Là bên phía có Wolf với cả P-Sport bắn cho to đầu luôn. Bởi vì họ dám thủ bo này ấy. Mà bên phía kia có nết tới M79 thì thôi chắc Genius Esports dắt xe nhau trên đường. Đôi ta tung tăng top 6. Bên phía WAG cũng đã vào thế bằng công. Hãy nhớ đây là game WAG khá giàu. Đây là game WAG đang khá giàu. Và để xem WAG xử lý sao. Genius Esports bắt đầu tung đạn ra nhưng mà cũng chưa ăn thua lắm. Lúc quên phía kia đã gục rồi. Ranking dừng ngay top 6. Chúng ta có 5 đội tuyển. Và vòng bo này thì thôi xấu đừng hỏi luôn. Và hãy nhớ thời điểm tại tối đa một đội chỉ có 10 keo thôi. Tầm này ông nào còn 10 keo nữa chắc đồng đội đứng ở mặt. Mỗi ông tầm 2 keo thôi cho đồng đội còn vào bo. Và để xem là các đội phải xử lý sao với cái vòng bo xấu điên đảo như thế này. Vì Gaming có lẽ sẽ là đội tuyển dừng top 5. Họ vừa ít người mà họ lại còn vừa thiếu nhân sự thì thôi chạy làm sao cho thoát được. Tầm này Vigamin di chuyển 2 bước nữa thì bo lại giật. Có bo không thể tin được luôn ấy. Thề bo xấu quá. Tầm này tôi nghĩ là các bạn sẽ không vào tới bo mà sẽ bắn nhau tàn cuộc ở ngoài bo. Sau đó thì không quyết định bằng vòng bo cuối nữa mà các đội sẽ đi hết vào khoảng 15 phút 40 giây. Và đang là một tình huống mà Nero anh ta có nó bình M79 rồi. Một tình huống đặt keo chậm tới từ vị trí của một thanh niên tới từ Genius Esports và thôi xong rồi. Và đang là một tình huống đẩy vào Ray là người đã phải nằm xuống. Mày đến là Bonny cũng không thể đứng vững được. Vì Esports lại tiếp tục hủy diệt ván thi đấu này. Và đó là những bài cũng dành cho Nero. Và liên tục một tình huống bắn tốt. Lúc này thì có Wolf đang là team bị tấn công. Nhưng ở trên bản đồ thì WAG mới đang là đội có cho mình nhiều mạ gục nhất. Kha Bi đứng loanh quanh ở đằng sau và mạ gục dành cho vị trí New K. Mạ gục thứ tư và 10 mạng dành cho B Sport rồi. Viêm mình bị quét sạch khỏi ván thi đấu này. B Sport đang vào bo nhưng WAG đang là những người có cho mình lợi thế lớn nhất. Chưa có ai can thiệp vị trí của WAG cả và đang là một tình huống đẩy qua. Krillin ném liệu A của vị trí của God of War và đây rồi sẽ là Booyah dành cho WAG ở ván thi đấu này. Giai đoạn đầu game hơi sai nhưng mà đến cuối cùng nó lại thành đơn. Và nó lại hay. Đấy, câu chuyện cuối cùng thì cái kết nó vẫn là cứ là đẹp. Nhưng bây giờ để xem WAG họ sẽ lấy bao nhiêu mạng cho bàn thi đấu này. 3 điểm chắc chắn dành cho WAG, tôi tin là như vậy. Mày đang đẩy vào bắn rất thoải mái. Điều cây được rồi, phải nằm chỉ còn lại Nero. Vâng, Nero. Và lúc này Nero có lẽ anh ta cũng sẽ phải gục ngã thôi. Khi có tới 4 thành viên WAG đẩy vào 3 điểm. Cộng thêm chiếc đầu kia Krillin. Anh ta là một
cái gì vậy? Và đó là một tình huống mà Krillin người ta sẽ bị confirm thêm một mạng nữa dành cho Nero. Đồ pin của người đội mình đang đẩy vào Nero, okay. Không thể sống được. Và chúc mừng WG có được mình vui à màn thi đấu này. Một sự khởi nhiều thành viên của Ranking đã bao vây lấy ngôi nhà này, dựng keo ra chặn tất cả mọi sát thương đi và lại ném lựu lỗi. Anh chàng này là một trong những người chơi cực kỳ đen, khi mà cứ những pha nào ném lựu lỗi thì Cam lại đẩy vào phía của anh ta, và bây giờ sẽ là Hen tiếp tục thủ trong khu vực nhà và khiến cho Genius Esports không thở nổi. Super Sài Gòn cũng đã bay màu vòng mò đúng thật là quá đầu. Và bây giờ đã là mô 4 sát thương đốt vào thì không cần phải bàn đâu. Hèn quyết định nhảy ra bởi vì Genius thật sự bây giờ cũng không còn mấy người chơi nữa. Một người thì đứng ở bên phía ngoài mò, những người còn lại thì liên tiếp máu cũng không còn nhiều. Trong khi đó Genius lại đang cầm một khẩu M79 nên nếu lấy được thì sẽ là lợi thế vô cùng lớn. Và Hèn còn 3 máu của đối phương tận dụng được rồi. Ranking cũng không hơn gì. Và bây giờ Hèn mọi thứ lại thuộc về tay của Hèn. Hèn có cần 2 được không? Hèn đang được bắn. Hèn ném lượng bom keo rất hay. Hèn chặn đi toàn bộ sát thương của đối phương. Hèn cần thời gian để có thể hồi phục phía bên kia. Anh chàng Nike Hai cũng là một trong những cao thủ trong khả năng cận chiến ở thời điểm hiện tại, nhưng Hèn bắn hay hơn. Hèn bắn gục đối phương luôn, nhưng Genius đang cứu được rất nhiều người. Và tình hình này thì Hèn chỉ còn có một mình mà thôi. Hèn đang cố gắng cân 2 cân 3. Vòng bo co vào chính là sát thủ của anh ta, và Hèn đã dính những sát thương vòng bo cuối cùng để rồi nằm xuống trong tay của đối phương. Và Genius có mình đó là 9 mạng à gục. Một tình huống mà Genius họ vẫn kiểm soát được tình hình. Trong một diễn biến khác thì WAG họ đang bị tấn công tới từ vị trí của phe. Như tôi nói rồi, đủ phe là rất nhiều. Và tôi đang thấy là Cyrus đã bay màu. Có P-Sport ở đây và Cyrus cùng với The Ghost, mạng à gục của họ lại rơi vào tay của P-Sport rồi. Như vậy là phe họ bắn rất nhiều, cuối cùng họ chả được ăn uống gì cả. Hình như là WG chỉ còn lại mỗi Clean thôi. Và có lẽ rằng ván đấu này thì WG họ sẽ phải sớm chia tay rồi. Một mình Clean còn tụt lại là phía đằng sau bo, thì có lẽ cái cửa họ vào bo họ là rất thấp. Đây là một ván thi đấu mà bên trong vòng bo lúc này thì NTN Esports đã bị quét sạch ở ván thi đấu này. Nero tiếp tục có binh mạng của các thành viên của phe, không ai cản nổi sức tấn công của B-Sport trong ván thi đấu này. Thật sự rẻ Clean hồi sinh là vị trí đồ pin rồi. Như vậy là Clean ta vòng ra bên ngoài vòng bo để có thể cố gắng hồi sinh thêm một người, nhưng với thế vòng bo này Krillin anh ta còn đã bị hạ gục bởi vòng an toàn rồi. Quá khổ dành cho WAG. Một bàn thi đấu của WAG họ đã có một sự khởi đầu tuyệt vời, nhưng rõ ràng là trong quá trình chạy bo WAG tôi thấy là khả năng giao tranh họ tốt nhá, nhưng cái việc họ chạy bo đôi khi nó vẫn chưa thực sự được mượt. Đấy, họ vẫn bị quấy ở trên quãng đường chạy bo. Đây là vị trí của Don't Cry và có xe. Trong khi đó thì P-Sport đang cố gắng cấu vào những cái keo đến từ vị trí Genius. P-Sport ở phía trước phá đi đó là cái UAV một viên thôi, rất gọn gàng, và tiếp tục lia cái khẩu súng bắn tỉa của mình để xem đối phương đang đứng ở đâu. Đây là vị trí của Don't Cry đang đứng rất gần những thành viên tới từ phe rồi. Một tình huống áp sát tới nhưng New Kay đẩy qua. New Kay anh ta chưa có bình bạ của vị trí đối phương, mà người có bình bạ cũng đó là Don't Cry sẽ cần cứu lại New Kay ấy chàng. Có lẽ Don't Cry anh ta vẫn đủ thời gian để có thể cứu lấy vị trí New Kay. Phe đẩy ra bắn Don't Cry. Kịp
Một tình huống mà có lẽ rằng là Crying Dark đã rất cố gắng rồi, Nero cũng đã phải nằm. Và P-Sport có lẽ bày màu ở đây mà thôi. God the Warp là những người đang có mình một chút lợi thế. Nhưng tôi đang thấy rằng bên trong vòng bo Genius E-Sport mới đang là những người chắc chân nhất. Nó có mình 10 mạ gồm có 3 điểm cộng trong bán thi đấu này. Có thể sẽ thuộc về vị trí Genius, họ đang là team có đông người nhất ở trong bán thi đấu này trong vòng bo cuối. Bây giờ Nightside sẽ đẩy vào. Nightside đang tiến qua. Nightside sẽ có một tình huống kìa. Và ở đây có một số thành viên của God of War cũng ở đây thì phải. Phía đằng trước là Phe, ở bên cạnh là God of War. Nhưng thành viên của God of War đang cố gắng đẩy vào đó là vị trí của Dian với Isa God thì phải. Nhưng lúc này Genius đang đẩy qua. Nightside chơi rất tự tin vào, chơi thẳng mặt luôn. Nightside cũng phải nằm xuống. Đồ tình huống nhảy qua hàng rào tới từ vị trí của Pony. Pony bắn phần trượt và cuối cùng thì anh ta vẫn có thể hạ gục được. Nhưng mạng cũng dành cho Nightside và Đúc. Và lúc này thì Phe đang đẩy lên, vẫn là một tình huống 3-2. Và tôi thấy Tân Đê sẽ hạ gục vị trí của Nightside rồi. Đây là Đúc, và Đúc có xử lý kịp hay không? Tay có vẻ hơi chậm trong tình huống này. Bonnie đẩy qua, đó là Phe nhảy ra phía bên ngoài bo để chơi. Và đó có thể là một sai lầm. Bonnie còn lại 37 máu. Anh ta vẫn đang nhảy múa, và đó là mạ gục. Genius Esports có mình Fuya và thi đấu này kết liễu với M1014 huyết hỏa. Một cảm giác cực kỳ almost. Ngay phía bên kia, nên nhớ ngày hôm nay V Gaming ở ván thi đấu lần này, V Gaming đang có một bàn tay nóng. Họ đang có một phong độ rất rất cao. Nên nếu như ranking quyết định lựa chọn V Gaming thì cũng phải cẩn thận đấy nha. Kami ăn một quả lựu đạn ăn mòn, anh ta lập tức lui về phía sau và né ra rất nhiều những cái tình huống tấn công của đối phương. Nhưng WAG thì không chờ, WAG không chờ nữa rồi. Họ quyết định là sẽ tràn sang. Ranking bây giờ phải xoay sang một cái đối thủ khác. Và liệu có phòng thủ được cả hai cái hay không? Tiếp tục là một quả lựu đạn của Kami để cấu máu đối phương mà thôi. UAV báo vị trí của rất nhiều những cái đường team đang đứng ở đây. Và ranking cảm thấy không ổn rồi. Họ cảm thấy huyết áp đang tụt và Kami thì nhắm thẳng ra phía bên ngoài. Nên nhớ đây đã là bom 3. Và trên đảo Thế Kỷ thì chỉ có cho mình đó là 6 bo mà thôi. Nên các đội tuyển cũng phải tập trung vào cái việc chạy bo nhiều hơn là tiếp tục bắn nhau ở trong những cái giai đoạn nhạy cảm như này. Bo về V Gaming. Và với bo này thì V Gaming rất đơn giản, nhẹ nhàng tìm đường vào bo, không cần phải vội vàng. Gogoop quyết định là dừng chân ở vị trí thứ 6 với việc đi quang lao ra ngoài vòng bo và anh ta nằm xuống mất rồi. Binsu cầm sẵn cho mình Scar 3 chip và cứ nhắm bắn vào phía bên kia mà thôi. Ranking không vội, V Gaming cũng không việc gì phải vội cả. Không đội tuyển nào vội, chỉ mỗi Genius Esports cùng với P Esports thì đang ở một góc khác giao tranh với nhau rất ghê. Hoàng Anh có cho mình 5 kill, hình như là hôm nay P Esports muốn có cả 4 thành viên ở trong bảng xếp hạng tổng kill thì phải. Không còn là nhường nhau nữa, mà ai ăn được thì người ấy cứ ăn. Và mạng gục tiếp theo dành cho bên phía của Don Quai cùng với những người đồng đội của mình. Genius Esports không còn giữ được cái đầu nóng nữa khi họ phải giao tranh với một trong những team mạnh nhất tại giải đấu Yomot TFL Summer của chúng ta. Đó là P Esports, một ứng cử viên cho chức vô địch. Don Quai cùng với những người anh em tràn lên, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Họ có một bàn tay to và đối phương thì đang thiếu người. Genius cử một thành viên duy nhất, thành viên con
còn lại của mình cố gắng thoát ra ngoài và tìm cơ hội để có thể hồi sinh bằng chiếc máy bán hàng ở xa xa kia. Nhưng chắc gì anh ta đã vào được, bởi vì WAZ vẫn còn đang ở đây. Nhưng WAZ đang bận, Cyrus tiếp tục tấn công vào ranking và có vẻ như đây sẽ là một pha giao tranh dài. Và một pha giao tranh giữa ba team lúc này thì không biết là tình hình của VMing và ranking như thế nào. Những WAG họ đang có cho mình đó là thêm những mạng áo gục Ranger, à còn vị trí của The Ghost rồi. Như vậy là ba team giao tranh đây rất phức tạp. Lúc này WAG đã cứu lại vị trí của The Ghost. Còn hai thành viên của ranking đang đứng ở phía bên ngoài, ranking đang muốn tràn vào. Nhưng WAG bảo là không, chặn cửa sổ bằng keo. Và bây giờ ranking họ vẫn đang phải phòng ngự mà thôi. VGaming có vẻ đang không được tươi cho lắm khi mà họ đang gặp rất nhiều vấn đề. Như vậy là Green quyết định là sẽ chủ động vào bên trong bo trước. Ôi, VGaming lại đang là đối tượng bị cả ranking lẫn WG tấn công hay chăng? Don't Cry và Nero đã phải nằm văn thanh ngã của vị trí của Brian. Và như vậy là VGaming họ đang tiếp tục có đến mình cái mạ gục. Và tôi nghĩ rằng là VGaming đang dẫn đầu với lượng mạ gục trong màn thi đấu này, khi mà cái ngọn lửa cháy ở trên cái tên của họ vẫn đang còn. Ôi, bị bắn gục và đó là mạ gục dành cho Ranger. Nhưng mà VGaming đang đứng ngoài bo. Lúc này thì Kabi hạ của vị trí của Neo rồi. Và ranking dừng chân ở vị trí top 5. VGaming rất là cháy. Và đây có thể sẽ là ván thi đấu mà VGaming có cho mình đó là 3 điểm cộng thêm, khi lúc này họ vẫn đang là team có mình nhiều mạng à gục nhất, nếu như Bspawn không thể làm được bất kỳ điều gì khác biệt ở trong những vòng bo cuối cùng. Điều quan trọng nhất là họ phải vượt qua Bspawn, bởi vì Bspawn bây giờ đã có 11 kill rồi. NewK thì vẫn trắng tay, nhưng Nero, Hoàng Anh và Don Quai thì đã ăn đỏ. VGaming đang rất cháy, đúng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng phong độ của họ để đối đầu với Bspawn thì là một bài toán cay hoàn thế toàn là no cay thật thôi. Bspawn cay quá rồi. Kỹ năng của họ là cực kỳ khủng khiếp và Văn Thành bây giờ phải làm gì khi mà các thành viên còn lại đã lần lượt nằm xuống. Bắn như thế này thì chỉ béo Bspawn mà thôi. Quyết tâm lấy 10 điểm ngày hôm nay. Bspawn vẫn đang là team thống trị tại cuộc đảo thế kỷ lần này, không ai vượt qua được họ. Và Kabi đen làm sao lại là người chơi cuối cùng được tìm thấy. Và Kabi hai tay chống đất, VGaming không còn gì. Buya, một cảm giác rất nhô bớt dành cho Bspawn. Chúng ta thấy có cả WAG, chưa thấy một cái khu vực nào mà nó đông vui mà nó lại nhiều giao tranh đến như thế này. Ranking quyết định là làm lại lần 2, nhưng lần 2 thì bên phía Go Group đã khá là yếu rồi. Nhưng Go Group bảo là kể cả yếu trâu thì vẫn còn khỏe hơn bò. Và ở thời điểm hiện tại thì Izagot bắn rất hay, quét sạch luôn ranking, vừa được hồi sinh lại với 4 người chơi. Đến từ vị trí Sunny D, anh ta cầm 2.000 xu, tưởng là mang được những người anh em quay trở về. Nhưng những người anh em bảo là phải chơi khô máu đến cùng. Và cuối cùng là sói thần ăn hết 14 kill chỉ trong một khoảnh khắc, và thậm chí là thoát ra. Họ đã làm được một điều quá thần kỳ trong một cái khu vực mà có đến 5 đội tuyển. Bên phía Go Group tiếp tất và họ thoát ra được. Bspawn dừng bước ở vị trí ôi trời ơi, ở tên này Bspawn dừng bước ở vị trí top thứ 7. Rất nhiều đội tuyển đã phải bay màu trong ván thi đấu lần này. Tiếp tục những quả đen được ném ra, Team Flash ván thi đấu lần này có vẻ đang
đôi phần khởi sắc khi họ cũng đang chiếm cho mình những vị trí đẹp, nhưng phải dành nhiều lời khen ngợi dành cho những chú sói khi ván thi đấu vừa rồi. Như những gì anh Hùng Ca vừa chia sẻ, họ xử lý quá tốt. Star Gaming Academy, họ Star Gaming họ đã dừng bước ở vị trí top thứ 6 trong game thi đấu lần này. Sider ở phía bên ngoài kia khó quá, vào bo cũng không được, bắn vào cũng không xong. Những làn đạn được xả ra đến từ vị trí của Yanbi, đã có người phải nằm xuống. Sider không phải là một điểm hạ gục đến từ vòng bo, mà thay vào đó là các chàng trai đến từ đội hình của Team Flat. Tiếp tục sẽ là pha giao tranh với đó là những chú sói thần. Sự chia ba người ra khá rộng để có thể quan sát. Thầy Bèo ngày hôm nay cũng đã ra sân để có thể là cùng với những người đồng đội của mình phối hợp nhịp nhàng nhất có thể. The God nằm ngoài bo rồi. WAG khó tở quá. Họ dừng bước ở vị trí top thứ 5 trong game thi đấu lần này. Mặc dù có bình chích đây, nhưng The God không thể nào có thể đứng vững ở trong giai đoạn cuối cùng đó. Izagot đã cứu được Đi Quang, tức là bây giờ họ sẽ đầy đủ về lượng người. Nhưng thử hỏi Đi Quang sẽ lấy đâu ra cái đó là lượng vũ khí để có thể đối đầu với những cái tên như là Team Flat hiện giờ. Ở phía bên này thì Dion đang quan sát. Họ có cho mình những khẩu súng rất mạnh như là khẩu Famat 3 chip. Một quả nết đang cầm trên tay, một quả nết đã được ném ra. Liệu rằng có điểm hạ gục hay không? Vẫn sẽ là những tiếng tít tít mà thôi. Đối phương đâu đó cũng có những sự trả lại, nhưng đây cũng sẽ chỉ là những quả liệu ăn mòn. Ở vị trí của anh chàng Dion đang cố gắng để có thể là mua cho mình những cái lượng đồ, hoặc cũng sẽ là những cái sự củng cố về lại lượng giáp của bản thân mình. Izagot phía bên này đang có trong tay đó là một khẩu M1014 huyết hỏa 3 chip. Nếu như giao tranh tầm gần, tôi nghĩ rằng Izagot chẳng án bất kỳ một ai. Rồi, đây rồi, gặp ngay thằng Liều rồi. Hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng cái cuộc chiến như này thì Izagot sẽ xử lý ra sao. Lùi lại để có thể sử dụng bình máu siêu cấp. Có vẻ rằng là anh chàng này cũng khá giàu, thế nên là việc máu me bây giờ thì cũng thoải mái đi. 23 bình máu địch nghĩ ngợi cái gì. Đi Quang quá ít đồ. Đi Quang nằm xuống, nhưng Đi Quang chỉ là một con mồi trong kế hoạch lần này thôi. Họ sẽ cố gắng để có thể xoay sở bỏ Đi Quang rồi và tiếp tục tới với những cuộc giao tranh. Đi Quang bảo bạn không cần cứu tôi, bạn cứ để đấy và bạn để lên để có thể tấn công với một vài cái tên khác đi. Đi Quang lại được cứu và đó là một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng đến từ đội hình của Girl Group. Và rõ ràng là Girl Group đang có một phong độ quá cao ở đảo sa mạc lần này. Và sói đang cực kỳ hay, liên tiếp với những tình huống quyết định cực kỳ ổn áp đến từ những người chơi, như là vị trí của Izagot với những người anh em. Liên tiếp là những pha bắn đầu đối phương và Team Flat nhiều khi là cũng không thể địch lại Girl Group ở thời điểm hiện tại. Đi Quang, anh ta vừa đáp xuống thì cũng chỉ còn một nửa cây máu là thôi, nhưng Team Flat thì còn nguyên cả bốn người. Đi Quang cố gắng lướt đi. Đi Quang không kịp bắn, Đi Quang dẫm phải mìn của Bèo. Một quả mìn mà Bèo đã để đấy từ bao giờ. Và ở thời điểm hiện tại thì Team Flat đang băng tiến đến cái Buya, bởi vì đơn giản là Girl Group thì đang thiếu người. Mặc dù bắn hay đến mấy nhưng 3 đánh 4 thì vẫn là một thứ gì đấy quá khó thở đi. AT Min đã nằm, Xin thì còn một nửa cây máu mà thôi. Yang Min cầm sẵn cho mình đó là pha mắt nâng cấp 3 chip, cố gắng tấn công vào vị trí của anh chàng Way. Nhưng Genius Esports cũng là một thế lực không thể coi thường nha. Girl Group phong độ quá cao, họ lại tiếp tục có kill. Genius dừng chân rồi, nhưng chẳng tính ra là Girl Group bây giờ cũng chỉ còn có 2 người có thể chạy được. Vị trí của Izagot anh ta đang bị ăn rất nhiều lựu đạn. Bèo cùng với những người anh em thừa cơ lao lên, và đây là cơ hội để Flat lấy đi được cho mình cái Buya. Nhưng ngược trở lại thì bên phía Girl Group cũng quá nhiều kill. Buya, một cảm giác rất vô mốt dành cho Team Flat. Nhưng nhân vật
nhất là 2 đến 3 bo trước. Nhưng khi vòng bo 4 xuất hiện thì vị trí pháo đài của phe nó lại còn không an toàn như trước nữa, mà dưới chân họ lại còn là Genius Esports, một đội tuyển rất mạnh ở trên đảo mặt trời. Nên phe hãy cẩn thận. Kẹo Lạc đã cầm cho mình pha mát nâng cấp 3 chip, nhưng đó là chưa đủ để có thể xuyên qua những cái lớp giáp ở phía bên ngoài kia. Tôi cảm giác như là cái skin súng pha mát này nó đang giúp cho pha mát trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì đơn giản là cái khẩu pha mát dạ xoa này nó có một cái nội tại, đấy là tăng sát thương lên những kẻ địch đang di chuyển. Mà chưa kể là cái việc tăng sức mạnh của pha mát, đó là bạn có thể kích ống ngắm để có thể tăng thêm sát thương. Điều đấy nó giúp cho cái khẩu pha mát có một cái sát thương vô cùng đáng sợ khi mà cầm skin level 7. Kẹo Lạc đang cố gắng sấy vào Step Up Gaming. Step Up Gaming có anh chàng NHB đang cố gắng tìm máy bán hàng. Anh ta chắc chắn là đang tìm máy bán hàng để giúp những người đồng đội của mình, đồng đội của mình có thể sống dậy. Nhưng điều đó không hề dễ một chút nào, bởi vì ở đây có ít nhất không chỉ một mà là ba, mà là 4 team. NTN Esports đã thất bại trong việc cố gắng hồi sinh những người đồng đội, và Step Up Gaming khả năng cao cũng sẽ cùng chung mâm như vậy khi mà anh chàng Luton đã tiếp tục tấn công và khiến cho NHB đã mất một nửa cây máu của mình rồi. Bắn là cực kỳ đau. NHB đang cố gắng lui ra đằng sau những cái mỏm đá, nhưng đấy liệu có phải là một vị trí an toàn hay không khi mà Luton bắn cực kỳ là buốt với khẩu Adup ở trên tay của mình. May là chưa có M82B, nếu không mọi thứ cũng đã được xác định rồi đấy. Phe vẫn đang là đội tuyển tiếp cận gần vòng bo nhất, trong khi đó team Vlad cùng với Genius Esports đang là đội tuyển bị tấn công. Genius Esports bị chia đôi đội hình ra, một nửa thì tấn công vào phe, một nửa thì ở trong vòng bo và chờ sẵn team Vlad tới. Và team Vlad thì chắc chắn là không chê cái món hàng này, ngay lập tức họ công vào bất xin. Nhưng còn Yang Bin, còn Atebrit, còn cả Bell nữa, một trong những cái đội hình mà vẫn ba cái người chơi vững chắc như thế này, thì bên phía team Flash họ phải bình tĩnh lại một chút. Họ không muốn công lên quá vội vàng, dù sao thiếu người vẫn là thiếu người. Vị trí của Artemis đang cố gắng bơm lại máu, chuẩn bị cho một pha công lên. Nếu thành công, họ sẽ chiếm được một vị trí rất ngon ăn đến từ bên phía Genius Esports. Nhưng có người vừa đảo xe qua, và khả năng cao Genius Esports sẽ vẫn chống trả vô cùng quyết liệt mà thôi. Tôi nghĩ rằng vị trí đang đẹp nhất tính tới thời điểm hiện tại có thể rằng đó là đội hình của WAG. Các bạn để ý thấy được rằng họ đang công từ trên xuống. Ê, tôi cần nhìn thấy cái góc nhìn đấy từ WAG khi mà Vgaming cũng đang tiến tới rất gần đối với họ rồi. Góc đứng bên này thì đang đó là Cyrus. Đó sẽ là một cuộc tấn công nếu như mà... Đó là ai nhở? Hình như là chỉ còn một cái logo nhỏ đến từ Vgaming thì phải. Tôi đang không biết đó là ai. Liệu rằng đó có phải Kabi không để có thể cạnh tranh vào vị trí MVP? Còn ở một diễn biến khác thì The Ghost vẫn đang cố gắng để có thể bỏ vào túi. Họ như những người đi cầu vậy, cứ bắn thôi, cứ cầu thôi. Đối phương bây giờ thì chạy đi đâu cũng ăn bắn cả. Đặt ra bao nhiêu kèo thì cũng sẽ phải vỡ. Và ngay sau đó là những viên M82B, những viên AWM đang nhằm thẳng vào vị trí đứng của phe. Phe đang bị bắn, nhưng phe bây giờ lại bị khai thác nhiều đến từ team Flash hơn. Và có vẻ rằng là đội hình của Genius Esports hiện giờ đang gặp những tình huống khó khăn. Một viên M82B bắn thẳng vào đầu của một thành viên đến từ team Flash ở đâu đó không xa. À, đó là Binsu. Binsu, người anh cả. Thôi, tôi hỏng rồi, Binsu bị phát hiện rồi. Đó sẽ là cái top thứ 6. Và có lẽ rằng chúng ta cũng đang bắt đầu mường tượng về việc là điểm cộng tại trận thi đấu chung kết về con số 10 thuộc về ai rồi. Quay trở lại tại đây, chúng ta đã được nhìn thấy The Ghost đang cố gắng bắn. The Ghost đang cố gắng để giúp cho đội hình của WAG tiếp tục giành được cái Booyah hay chăng. WAG vẫn đang quan sát rất kỹ. Chỉ còn đó là phe cùng với cả team Flash. Ba đội tuyển đều đang khá đông người. Và các bạn ơi, các bạn có thể dự đoán cho tôi một trong ba cái tên này ai sẽ là người giành được Booyah ở game thi đấu cuối cùng không ạ? Thì đây sẽ là một ván thi đấu cực kỳ căng thẳng. Đội hình của team WAG đang đầy đủ về lượng người. Team Flash thiếu 1, team Phe thiếu 1, và đang chỉ còn đó là 3 đội tuyển và 10 người chơi mà thôi. Bên phía WAG phần nào đó đang có những người chơi hết cho mình, đó là bom keo rồi. Dolphin phải chờ một khoảng thời gian rất lâu để có cho mình một quả bom keo duy nhất. Và bên phía team Flash thì quá thông minh, họ kẹp phe lại ở giữa để bao đi. Đó là sinh lực bao đi, đó là tài nguyên của WAG trước. Rồi cuối cùng là bên phía team Flash sẽ nhảy vào và lấy được nhiều lợi thế nhất. Nhưng Dolphin đang cháy, Cyrus đang cháy, The Ghost đang có góc bắn hay. Và ngay bây giờ sẽ là màn giao tranh, không biết bên nào giành chiến thắng đây. Nhưng bên phía team Flash vẫn đang được free shot. Bên phía team Flash vẫn đang được free fire. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu rất nhiều khi mà The Ghost chợt nhận ra có điều gì đấy không bình thường. Và liệu rằng vị trí của team Flash có thể trở thành ngư ông đắc lợi hay không? WAG vẫn còn giữ nguyên được đội hình 4 người của mình. WAG đã có 14 kill và tiếp tục công vào với một lượng sát thương là khủng khiếp hơn bao giờ. Cyrus không cần kill. Cyrus có cho mình rất nhiều kill và đó là có Booyah. Một cảm giác rất nhô mốt dành cho WAG.